Lớp thiền sức chịu khó đứng đây, mời anh chị em ngồi. Cha Sở chúng con giới thiệu có 34 người, mà trong đó có 8 tân tòng, phải không? Những ai là tân tòng giơ tay cho con. Rồi, xin cảm ơn. Thế tất cả những người chịu phép thêm sức hôm nay là niềm vui của cả giáo xứ Vĩnh Hưng chúng ta, cho nên cộng đoàn chúng ta vỗ tay chúc mừng tất cả các anh chị và các cháu. Chúng con ngồi xuống đi. Một lát nữa khi cha ban phép thêm sức cho chúng con thì mỗi người chúng con sẽ đến đứng trước mặt cha. Rồi lúc đó cha nói cái gì và cha làm cái gì con có biết không? Ai xung phong trả lời cha coi. Cha nói cái gì, cha làm cái gì? Ai xung phong? Đây cha mời con. Con chịu khó lên đây này. Dạ, cha nói hãy nhận ân tính ở Chúa Thánh Thần, chúng con đáp amen. Mà cha nói bình an của Chúa ở cùng chúng con, đáp chúng con đáp và cùng cha. Có đúng không con? Còn thiếu gì không? Khi cha nói như vậy đó thì cha làm cái gì? Cha đặt tay lên trán và làm sức dầu làm giấy thánh giá. Giỏi quá, hoan hô nha. Rồi con về chỗ. Cha sức dầu thánh ở trên trán chúng con đó. Và khi cha sức dầu thánh thì cha nói hãy nhận lấy ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Hồi nãy bạn nào đọc bài đọc thứ nhất giơ tay cha coi. Con đọc mà con có nhớ chút nào không? Có nhớ không? Nói thử cho nghe coi. Đây con lên trên này được rồi. Là thần khí của Chúa Thánh Thần sức dầu trên con. Và con hãy người sai con đi ra đem tin mừng cho người nghèo khó. Giỏi quá, cảm ơn con nha. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa sức dầu cho tôi. Hôm nay Đức Giám Mục sức dầu ở trên trán chúng con. Và Đức Giám Mục nói hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần. Và chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần để làm gì? Có một bài hát mà chắc chắn là các dì với ca đoàn thì thuộc lòng rồi. Nhưng mà cha không biết chúng con có biết không? Thần khí Chúa ngự trên tôi. Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Có biết không? Biết không? Hát thử cha nghe coi nào. Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Rồi, cảm ơn chúng con. Cha thấy bà ngoại chúng con hát luôn. Áng thuộc hết rồi. Cho nên chúng con được sức giàu. Chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần. Và đón nhận Chúa Thánh Thần để chúng con loan báo tin mừng. Cho nên chịu phép thêm sức rồi, phải làm sao? Sống như thế nào cho những người khác người ta nhìn thấy, người ta thấy ồ, cái đạo này đẹp quá, cái đạo này tốt quá. Chứ chúng con chịu phép thêm sức rồi mà mình sống bê bối, rồi người ta nhìn vào đời sống của mình, người ta thấy cái đạo của mình sao nó xấu quá à? Thế thì ai người ta muốn vô cái đạo đó nữa? Hả? Chịu phép thêm sức rồi, chúng con phải sống thật là tốt lành, thật ngoan ngoãn, thật gương mẫu. Như vậy mới đúng nghĩa là đón nhận Chúa Thánh Thần để loan báo tin mừng của Chúa. Kính thưa anh chị em,
Tôi đã nói với anh chị em là hôm nay tôi rất mừng bởi vì lần đầu tiên tôi có dịp đến thăm anh chị em và dâng lễ với anh chị em ở giáo xứ Vĩnh Hưng này. Rồi hôm nay lại là ngày mà con em chúng ta lãnh nhận bí tích thiện sức, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Thế cho nên tôi cũng xin anh chị em nhìn lại cái lịch sử của giáo xứ Vĩnh Hưng này để mình thấy Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong giáo xứ của chúng ta. Giáo xứ Vĩnh Hưng có một lịch sử mới mẻ chứ không có lâu gì. Tôi nói là mới mẻ bởi vì giáo xứ này chỉ được chính thức nâng lên hàng giáo họ cách đây có 10 năm mà, phải không? Cách đây có 10 năm mà. Và hồi đó Đức Tổng Giám mục Phaolô là vị tiền nhiệm của tôi về đây rồi làm phép cái nhà thờ này cho anh chị em nè, làm phép đài Đức Mẹ Fatima cho anh chị em nè. Mới đây à? Và trước khi trở thành giáo họ đó thì Vĩnh Hưng đã là một giáo điểm, rồi mới lên giáo họ, rồi sau đó cách đây 8 năm mới được chính thức nâng lên hàng giáo xứ, cho nên mới mẻ lắm. Nhưng mà cái điều đặc biệt là chỗ này, sau năm 1975, khi mà tất cả đất nước chúng ta được hưởng thái bình thì miền đất này lại phải chịu một cuộc chiến tranh nữa, đó là chiến tranh biên giới mà anh chị em ở ngay đây. Và sau cuộc chiến tranh biên giới đó thì tất cả dân cư ở cái vùng này là lưu lạc khắp nơi. Về phía giáo hội Công giáo mất 5 cái nhà thờ ở vùng đất này. Tuy là nhà thờ nhỏ thôi nhưng mà cũng là nhà thờ. Và mọi sự tưởng như là đã chấm dứt rồi. Vậy mà từ từ một số anh chị em lại trở lại. Một số anh chị em từ nhiều nơi khác đến đây làm ăn sinh sống. Và anh chị em liên kết với nhau. 100 người, rồi 500 người, rồi đến 1.000 người trở thành một cộng đoàn. Rồi các linh mục, các tu sĩ được Chúa Thánh Thần thúc giục để đến đây chăm lo đời sống tinh thần của anh chị em. Rồi cuối cùng chính quyền địa phương cũng thấy được cái nhu cầu tâm linh của anh chị em, cho nên đã chấp thuận để Vĩnh Hưng từ một giáo điểm được nâng lên thành một giáo họ, rồi từ một giáo họ được nâng lên thành một giáo xứ chính thức trong giáo phận Mỹ Thọ. Và chưa hết, hôm nay khi đến đây tôi không làm lễ trong ngôi nhà thờ cũ mà Đức Tổng Giám mục Phaolô ngày xưa đã làm phép, nhưng mà tôi được mời dâng lễ ở đây, một ngôi nhà thờ mới, cho dù còn dang dở chưa hoàn thành nhưng mà cái khung sườn coi như đã hoàn tất. Và hy vọng một tương lai không xa chúng ta sẽ có một ngôi nhà thờ khang trang ở đây. Tôi muốn anh chị em nhìn lại cái lịch sử của giáo xứ Vĩnh Hưng chúng ta để khám phá ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng mà chúng ta không thấy bằng cặp mắt thể xác này nhưng mà thấy được bằng cặp mắt đức tin. Chính Chúa Thánh Thần thúc giục tâm hồn các linh mục tu sĩ đến đây phục vụ anh chị em. Chính Chúa Thánh Thần thúc giục tâm hồn anh chị em để trong một cuộc sống còn biết bao nhiêu vất vả khó khăn, anh chị em vẫn quan tâm đến đời sống đức tin, rồi liên kết lại với nhau thành một cộng đoàn giáo xứ như thế này. Tôi nghĩ đây cũng là một hình ảnh gợi hứng cho những giáo điểm khác trong giáo phận Mỹ Tho của chúng ta, từ một giáo điểm lên giáo họ, rồi từ giáo họ thành một giáo xứ. Thế cho nên hôm nay chúng ta họp nhau đây trong dịp làm lễ thêm sức cho một số con em ở trong giáo xứ. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa
về những điều tốt lành Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ của mình, và đồng thời còn hướng đến tương lai nữa. Hướng đến tương lai, mình đang có mặt ở trong một ngôi nhà thờ nó còn dang dở như thế này, thế anh chị em tính lúc nào để cho tôi về đây để làm lễ ở nhà thờ mới đấy? Tôi hỏi thăm cha Tuấn, bảo từ khi bắt đầu cho tới bây giờ đó thì hết bao nhiêu tiền rồi? Ông nói nhỏ với tôi, hết 5 tỷ rồi. Rồi tôi hỏi 5 tỷ đó là đâu ra? Bà con giáo dân đóng góp hay sao? Thì cha Tuấn nói với tôi là cũng có, nhưng mà một phần lớn nữa là đi xin. Đi xin khắp nơi hết à. Cho nên là giáo xứ Vĩnh Hưng mà có ngôi nhà thờ mới thì không phải chỉ là bà con giáo dân ở đây đóng góp mà thôi, mà còn rất nhiều anh chị em, các ân nhân xa gần với lòng yêu mến giáo hội, lòng yêu mến việc truyền giáo, cho nên góp phần để cùng xây dựng. Và tôi nghĩ trong thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của các vị đại diện chính quyền địa phương. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn các vị. Tôi gặp các vị đại diện chính quyền ở nhiều tỉnh, nhiều thành phố, và tôi nghe các vị nói với tôi nhiều lần, đó là nơi đâu có người Công giáo thì ở đó nó đỡ tệ nạn xã hội. Không phải là không có, nhưng mà nó đỡ hơn nhiều khu vực khác. Có nghĩa là các vị nhìn thấy cái sự tích cực trong đời sống đạo của người Công giáo, nó cũng có ảnh hưởng tốt lên cả đời sống xã hội. Và vì thế, chính quyền ở nhiều địa phương sẵn lòng để giúp đỡ cho các linh mục, tu sĩ và người Công giáo có những điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo của mình. Và tôi tin là ở đây cũng vậy, không những trong quá khứ, hiện tại, mà cả trong tương lai. Cho nên tôi cảm ơn các vị và rất mong các vị tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho bà con Công giáo ở trong vùng đất này sinh hoạt tôn giáo một cách tốt đẹp và đem lại những ảnh hưởng tốt cho đời sống xã hội của chúng ta. Thưa anh chị em, một vài tâm tình chân thành tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong dịp rất vui này, trong dịp chúng ta được gặp gỡ nhau, quy tụ chung quanh bàn Thánh Chúa dân thánh lễ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cử hành nghi thức ban bí tích thêm sức cho con em chúng ta, cho các anh chị tân tòng. Xin anh chị em cầu nguyện.